Xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với hình ảnh ở sân vận động trường Đại học Nha Trang tại tỉnh Khánh Hòa. Và đây là lượt trận cuối cùng của bảng B, nơi mà Thành Thành sẽ đối đầu với Bất Động Sản Nam Dương. Hai đội bóng đang tạm thời có vị trí dẫn đầu của bảng B với Thành Thành 4 điểm và Bất Động Sản Nam Dương 1 điểm kém hơn. Vậy là đây tiếp tục là trận đấu mà ông Hoàng Ngọc Hà sẽ bắt chính ở trận đấu này. Trọng tài thứ hai là ông Trần Đình Thịnh, trọng tài thứ ba là ông Lê Sơn Trà và giám sát là ông Trần Trung Kiên. Chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của câu lạc bộ Thành Thành trong ngày hôm nay với thủ thành Mao số 1 Thành Hoàng, số 2 Đức Trọng, số 3 Vĩnh Quý đội trưởng, số 4 Mai Tùng Lân, số 7 Nguyễn Xuân Tâm, số 8 Nguyễn Văn Lương và số 15 là Nguyễn Văn Hiếu. Huấn luyện viên trưởng của Thành Thành là ông Trần Phúc Thảo. Còn đây đội hình ra sân của cao thủ Bất Động Sản Nam Dương. Thủ môn đó là số 43 Hà Xuân Trường, cao thủ số 6 Hạnh Ozin, số 8 Tuấn Vinh, số 14 Quốc Nam, số 69 Võ Chí Thiện và số 77 đó là Long Thổ. Trận đấu chính thức bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Thành Thành ra bóng trước và vào phần sân bên phía phải màn ảnh của các bạn. Đây là Hạnh Ozin dứt điểm. Cú đá quá nhiều ra mã ngoài đến từ Hạnh Ozin. Tuấn Vinh quan sát rất nhanh và thực hiện cho đường chuyền cho người đồng đội mặc áo số 6. Quốc Nam. Cú sút xa. Cú đá bập đất rất khó chịu. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho Bất Động Sản Nam Dương. Tình huống bất ngờ dâng cao và tung ra cú đá từ xa của Phạm Quốc Nam đến từ khu vực phía Bắc trong hành trình đá quà của giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc. Long Thổ đi bóng rất mạnh mẽ, cú dứt điểm. Đó là pha dứt điểm sở trường đến từ Long Thổ. Một tình huống ngoặt trái quen thuộc. Tuy nhiên cú đá thì chưa thực sự như ý đến từ số 77. Chờ đợi quả đá phạt góc này của Bất Động Sản Nam Dương. Hạnh Ozin không vào. Chí Thiện khá nhịp nhàng. Long Thổ sút xa. Vẫn là cái chân trái quen thuộc của Long Thổ, nhưng cú đá không khó. Long Thổ sút xa. Khi mà một thế trận đang ở thế giằng co thì ngôi sao sẽ lên tiếng, và điều đó đã xảy ra trên sân số 1. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này. Cuối cùng thì điều mà người hâm mộ chờ đợi đã đến. Cú sút búa bổ của Long Thổ và giúp cho Bất Động Sản Nam Dương vượt lên. Rất không nguy được. Hiểm. Pha tiếp xúc của Tuấn Vinh. Cơ hội dành cho Thành Thành. Rất hợp lý, dứt điểm và một đều. Việt Bo là người đã lập công để giúp cho Thành Thành gỡ hòa. Tình huống mà số 17 đã xử lý rất điềm tĩnh để loại bỏ Quốc Nam và sau đó là cú đá chính xác vào góc hẹp. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Tuấn Vinh. Đây là Huỳnh Văn Hải. Tuấn Vinh rất khéo léo. Dứt điểm. Không vào. Lần này là cái chân phải chứ không phải là chân trái. Nhưng vẫn là một cú đá đầy uy lực tới từ Long Thổ. Penalty. Tuấn Vinh đã phạm lỗi với Duy Mái Dầu và đó là một tình huống penalty dành cho Bất Động Sản Nam Dương. Cơ hội tuyệt vời dành cho Quân Eto. Chúng ta sẽ xem lại ở góc máy quay chậm. Quân Eto cú đá rất căng và tỷ số là 2-1 dành cho Thành Thành. Bàn thắng thứ hai của Quân Eto ở giải đấu năm nay. Một lần nữa ở giải đấu này thì Bất Động Sản Nam Dương lại bị ngược dòng. Và một lần nữa thì họ bị ngược dòng bởi một đội bóng ở miền Trung. Đặng Anh Tài. Tuấn Vinh có cơ hội để sút xa. Suýt chút nữa thì Trần Văn Vũ là người đã đốt lưới nhà.
Lúc này thì trời cũng đang hửng lên tại sân đồng của Đại học Nha Trang. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-1 cho các thủ Thanh Thành sau pha xử lý bước 1 rất vụng về vừa rồi của thủ môn bên phía Bất Động Sản Nam Dương. Thủ thành Hà Xuân Trường đã điền tên mình lên bảng điện tử rồi. Và lúc này thì ông Hoàng Ngọc Hà cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu của đọ sức giữa Thành Thành và Bất Động Sản Nam Dương với chiến thắng 3-1 thuộc về các cầu thủ Thành Thành FC. Đại diện tới từ thành phố biển Nha Trang, đội bóng duy nhất của Nha Trang đã lọt vào vòng tiếp theo sau khi mà Nam Phương Khánh Hòa đã bị loại. Thành Thành cũng là đội bóng sẽ giành lấy ngôi đầu của bảng đấu này với 7 điểm. Trong khi đó thì Bất Động Sản Nam Dương sẽ đi tiếp với vị trí thứ 3 nếu như cao thủ Gia Việt không thể ngược dòng thành công trước Hiếu Hoa Co Haco. Đến đây thì buổi bình luận trực tiếp của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.